Hôm nay chia sẻ với bà con là một trung tâm giống sẽ ghép đơn đi giao những dạng cây trôi cây lỡ cho chủ đầu tư ở cánh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cần Thơ. Đây chủ đầu tư cũng chốt một cây nhãn ba bo, đây là cái thanh nhãn nè ha, còn đây là cái nhãn lông tím nè, cái lông tím thôi anh chị em thấy không, có chùm nhãn lông tím ở trên kìa, đó nó đang có trái ha. Trồng những cây như vậy thì đem về nhà là có trái luôn, có trái luôn, mình trang trí một khu vườn của mình nó rất là mạnh. Còn một bên nữa là nhãn lông, nhãn chuồng cơm vàng, nhãn chuồng cơm vàng đây nè anh chị em thấy không, qua coi cái nhãn lông tím này nó rất là đẹp ha, trái kìa, đầu tím ngắt luôn đó, trái thấy không. Đây còn bên đây thì nó cũng có coi như là cây mận vàng yến nè, chị đang thấy mận yến còn đúng có hai cây duy nhất luôn, hai cây nè mận vàng yến nè, trái nè, cây này trái ghê gớm luôn ha, trái nè, nó ra trái gần như là liên tục luôn nè. Tôi đang cây nữa đó, đang cây nữa. Và bên trung tâm cây giống còn nhiều loại cây ăn trái đang cho bông cho trái khác, anh chị em nào có muốn trang trí vào khu vườn của mình, khu nghỉ dưỡng hay khu resort, bên trung tâm cây giống đều có cung cấp cho anh chị em tất cả các loại cây ăn trái, chẳng hạn như là nhãn ghép hai bo ba bo nè, mận ghép hai bo ba bo nè đó, và nhiều cây độc lạ nè, chẳng hạn như là cây hồng sô cô la, hồng sô cô la đang cho bông cho trái nè đó anh chị em không. Thì bên trung tâm cây giống cũng trồng mẫu để làm mẫu cho anh chị em đến trực tiếp để tham quan đó, tham quan để mình biết được, mình về mình trang trí khu mình đó, ở dưới thì mình trồng cỏ ha đó. Rồi ở trên thì mình trồng những cái cây theo ý mình thích, tùy theo khu vườn rộng cây lớn hay nhỏ hay hẹp, mình đều có những cái kích thước cỡ cây nó khác nhau để anh chị em chọn về để mình trồng ha. Đây chẳng hạn như đây là bên trung tâm cây giống cũng trồng mẫu là cây, đây là cây hồng sô cô la ha, còn đây là cây nhãn xuồng tím nè đó, nhãn xuồng tím thì cũng đang có trái nè đó. Bên đó thì cây cây đào hồng nhung, đào hồng nhung, rồi cây me thái, me thái cũng như mình làm mẫu cho anh chị em để anh chị em đến trực tiếp tham quan rồi mình sẽ trồng, đem về cái mình có cái tư vi để mình về mình trồng những cái khu vườn của mình cho nó thêm cao cấp hơn ha. Và có rất là nhiều loại cây ha, chẳng hạn như đây là cây bồng bon thái này cũng đang cho trái nè, chị thấy không, nó trồng chính thức ở Việt Nam cũng đang cho trái nè, cây này thì nó cao chót nhót luôn, cũng để trồng mẫu tại vì tại vườn của mình để cho anh chị em biết được là cái bồng bon thái là thật sự trồng ở Việt Nam hoàn toàn có trái bình thường ha, bình thường ha đó. Bên đây thì cũng còn nguyên một dải bồng bon thái cũng đã dâm ủ kỹ lưỡng rồi nè đó, cây xanh mạnh rồi nè đó, dâm ủ kỹ lưỡng hết rồi đó. Rồi bên đây thì cũng có trong đây thì nó cũng có lại một cái lô sari, sari thường, và còn nhiều cái loại cây lắm. Bên kia thì còn có loại cây cao cấp trung lớn hơn đó, trung lớn hơn ha. Và đây thì cũng có cái nhãn là nhãn hai bo ba bo nè đó, nhãn này là nhãn hai bo nè đó, anh chị thấy không, bên đây thì nó có trái nè, bên đây cũng trái rồi, trên đó là nhãn xuồng tím á, trên đó đầu trên là nhãn xuồng tím cũng đang cho trái quá trời luôn, bông quá trời luôn. Rồi bên đây là có cho nhãn nè, nhãn xuồng nè thì nó có màu vàng nè, cái trái nó khác là thành gì không đó. Thì khi mà anh chị em trồng vào những cái khu vườn của mình, một cây mà nó lại có hai ba kiểu trái thì nó sẽ độc lạ ha, khách đến tham quan vườn của mình cũng cảm thấy ngạc nhiên và nó độc lạ đó. Cho nên anh chị em mà trồng những cái khu resort thì mình nên chọn những cây độc lạ như vậy để cái khu vườn mình cho nó thêm cao cấp hơn ha. Đây anh chị em thấy không, hồng sô cô la mà đang có trái nè, ý là trồng cái chậu ha, trồng cái chậu chăm sóc thì cũng bình thường thôi mà có trái nè. Cây này thì được ví là cây độc lạ, bông trái quá trời luôn, quá trời luôn á đó. Đó, đó. Rồi bên đây thì nó lại có thêm là một cái lô cam sòn ngọt ha, cam sòn ngọt nè, nó đều có bản tên cho mấy em hết. Cam sòn ngọt thì cam sòn ngọt như vậy thì mình trồng là nó có trái luôn, thậm chí nhiều cây nó đang có trái luôn nè. Cam sòn ngọt là uống nước cực kỳ ngọt luôn đó, thậm chí là những cái cây này mà nó đang có trái nè, ví dụ anh chị em nào muốn ưu tiên trồng những loại cây mà nó đang có trái gì thì cứ điện về trung tâm cây giống để trung tâm cây giống sẽ tư vấn cho và chọn cho anh chị em nhiều loại cây nó đang có bông có trái. Cái hoành của cái cây cam sòn ngọt này thì nó hoành dao động từ 25 đến 30, có cây 40 luôn ha, có cây 35 40 luôn đó, từng loại cây nó đều có cái mã số khác nhau đó. Thì ngoài đây là có cốc thái, cốc cây, nói chung là có tất cả các loại cây từ độc lạ nè, phong thủy nè, rồi bóng mát nè, cảnh quan nè, nói chung là có tất cả. Anh chị em nào muốn đến trực tiếp trung tâm cây giống theo địa chỉ đường 868B ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hành Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để lựa cho mình những cái cây mà mình ưng ý nhất, những cái dáng thế độc lạ hay là những cái cây phong thủy cao cấp ha, thì anh chị em có thể đến trực tiếp hoặc gọi điện thoại theo hai số điện thoại trên màn hình, hai số điện thoại trên màn hình thì bên trung tâm cây giống đều có xài Zalo. Nếu anh chị em không đến được có thể kết bạn Zalo thì bên trung tâm cây giống sẽ gửi những cái mẫu cây thực tế cho anh chị em chọn lựa ha. Và anh chị em cũng có thể lên Google Maps định vị trung tâm cây giống mang yên tâm tới mọi nhà, thì trên các cái nền tảng nó đều sẽ đưa anh chị em đến trực tiếp đó, trung tâm cây giống để mình lựa chọn ha. Rồi xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những cái video tiếp theo.